Mến chào các bạn đang xem kênh YouTube tin bóng đá của tôi. Vòng đấu thứ 14 giải vô địch quốc gia Nai V-League mùa giải 2023-2024 là vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về. Sau hơn 2 tuần tạm nghỉ để giành đội tuyển quốc gia tập trung thi đấu hai trận ở vòng loại World Cup 2026 với Indonesia, chúng ta trở lại với nhịp độ của các trận ở V-League. Trước khi đi vào chi tiết lịch thi đấu vòng 14 giải vô địch quốc gia Nai V-League mùa giải 2023-2024, chúng ta cùng điểm lại bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 13. Hiện tại dẫn đầu vẫn là câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định với 29 điểm, đứng thứ hai là BKMX Bình Dương với 26 điểm, đứng thứ ba là câu lạc bộ Công an Nhân dân với 22 điểm, đứng thứ tư là Đông Á Thanh Hóa với 22 điểm, xếp thứ năm là Bình Định với 21 điểm, đứng thứ sáu là câu lạc bộ Hà Nội với 19 điểm, đứng thứ bảy là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với 18 điểm, đứng thứ tám là câu lạc bộ Quảng Nam với 15 điểm, xếp thứ chín là câu lạc bộ Hải Phòng với 14 điểm, đứng thứ 10 là câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với 14 điểm, đứng thứ 11 là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An với 13 điểm cũng có được 13 điểm nhưng xếp vị trí thứ 12 và 13 lần lượt là Hoàng Anh Gia Lai và Thể Công Việt Theo. Xếp cuối cùng là Khánh Hòa với 9 điểm. Điểm nhấn vòng đấu thứ 13 diễn ra cách hơn 2 tuần là trận thua sốc của Cô bộ câu lạc bộ Công an Hà Nội trong trận derby thủ đô với tỷ số 0-3 trước Thể Công Việt Theo. Nói trận đấu đó sốc là bởi trước khi bước vào vòng đấu thứ 13, Việt Theo có 4 trận liên tiếp không thắng, trong đó có 2 trận hòa và 2 trận thua. Điểm nhấn khác ở vòng 13 là sự vươn lên mạnh mẽ của Hoàng Anh Gia Lai. Họ có chiến thắng thứ hai liên tiếp và vọt lên đứng vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng. Bên cạnh đó, ở nhóm dẫn đầu Đông Á Thanh Hóa đang có dấu hiệu chứng lại so với nhóm dẫn đầu. Ở vòng đấu thứ 14, vòng đấu đầu tiên giai đoạn lượt về, các đội buộc phải tung sức, tích điểm số cho mục tiêu riêng. Vòng đấu thứ 14 sẽ diễn ra trong hai ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2024. Ngày 30 tháng 3 sẽ diễn ra 3 trận đấu, 4 trận đấu còn lại sẽ diễn ra vào ngày mùng 31 tháng 3 năm 2024. Trong đó trận cầu tâm điểm là màn đỏ sức giữa câu lạc bộ Hà Nội và thép xanh Nam Định trên sân hàng đẫy lúc 19 giờ 15 phút ngày 31 tháng 3 năm 2024, Nam Định đang có phong độ cực tốt, họ đang hơn Hà Nội FC tới 10 điểm, do đó dù làm khách nhưng thép xanh Nam Định được đánh giá cao hơn đội chủ nhà. Chân sút Rafaelson của đội khách đang có phong độ ghi bàn hủy diệt mà các đội bóng ở V-League chưa thể khắc chế. Trong khi đó, Hà Nội FC bị đánh giá thấp hơn nhưng được chơi trên sân nhà, nên đây sẽ là lợi thế của đội bóng thủ đô. Về chất lượng nhân sự, thép xanh Nam Định vừa bổ sung tiền vệ Tuấn Anh đến từ Hoàng Anh Gia Lai nhằm tăng cường tuyến giữa kể cả không có Tuấn Anh thì chất lượng cầu thủ của Nam Định và chiều sâu đội hình tốt hơn đội chủ nhà. Điểm tựa của Hà Nội FC là sân nhà hàng đẫy và một phong độ ổn định đang trở lại. Đây là trận đấu áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài va và hứa hẹn rất hấp dẫn. Trong ngày 31 tháng 3, ngoài trận đấu này còn có trận cầu trên sân Thanh Hóa lúc 18 giờ, nơi Đông Á Thanh Hóa tiếp đón câu lạc bộ Công an Hà Nội. Hai trận thua liên tiếp, sau đó là trận hòa trước Nam Định khiến Đông Á Thanh Hóa bị nhóm đội dẫn đầu bỏ xa đến trước vòng đấu thứ 14. Đội bóng xứ Thanh đang bằng điểm với câu lạc bộ Công an Hà Nội khi cùng có 22 điểm. Vì thế ở trận đấu sắp tới, cả Thanh Hóa và Công an Hà Nội đều quyết tâm có 3 điểm để tiếp tục bám đuổi câu lạc bộ Nam Định trên bảng xếp hạng. Trước chuyến làm khách trên sân Thanh Hóa sắp tới, câu lạc bộ Công an Hà Nội đón nhận hai trận thua trước Viettel, một trận thua 0-3 ở V-League và một trận thua ở Cúp Quốc gia. Vì thế câu lạc bộ Công an Hà Nội rất quyết tâm ở trận đấu này. Về chất lượng đội hình thì đội bóng ngành công an đang nhỉnh hơn đối thủ, tuy nhiên Thanh Hóa được chơi trên sân nhà và chưa bao giờ là câu lạc bộ dễ chơi. Trước đó, trong trận đấu sớm nhất vòng 14, diễn ra lúc 17 giờ ngày 30 tháng 3 năm 2024 trên sân nhà Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Khánh Hòa. Lúc này, sau hai trận thắng Hoàng Anh Gia Lai đang tràn đầy tự tin để tiếp đón đội bóng cuối bảng xếp hạng. Một chiến thắng trước đối thủ yếu trên sân nhà là điều bắt buộc với Hoàng Anh Gia Lai. Lối đá đơn giản, chắc chắn ở hàng phòng ngự và tấn công chấp nhoáng là cách giúp Hoàng Anh Gia Lai vượt khó lúc này. Trong khi với Khánh Hòa, họ đang bất lợi trong cuộc đua trụ hạng. Vì thế dù làm khách nhưng đội bóng phố biển cũng muốn kiếm về một điểm trên sân đội bóng phố núi. Nếu tiếp tục thua, Khánh Hòa hiểu rằng giải hạng nhất đang chờ họ với những gì đã thể hiện trên sân nhà sau những trận thắng trước Thanh Hóa và Thành phố Hồ Chí Minh, Hoàng Anh Gia Lai được dự đoán sẽ có 3 điểm trong trận đấu sớm nhất vòng 14. Trong ngày 30 tháng 3 vòng 14 V-League 2023-2024 còn có trận cầu trên sân Vinh giữa câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng. Đây chính là hai đội bóng đang có phong độ phập phù nhất và hiện tại chỉ hơn kém nhau một điểm trên bảng xếp hạng. Sông Lam Nghệ An có lợi thế sân nhà nhưng họ là đội bóng của cầu thủ trẻ, trong khi Hải Phòng đang có chuỗi trận dấu không tốt, nhiều khả năng trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Cụ thể lịch thi đấu vòng 14 V-League 2023-2024 như sau. Đông Á Thanh Hóa gặp Công an Hà Nội lúc 18 giờ ngày 31 tháng 3, đặc biệt là Hà Nội FC so tài với Nam Định lúc 19 giờ 15 phút ngày 31 tháng 3. Những trận đấu của nhóm câu lạc bộ đua vô địch, bên cạnh đó là màn so tài của Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa lúc 17 giờ ngày 30 tháng 3. Đây là màn đọ sức của những câu lạc bộ ngấp nghé xuống hạng. Ngoài ra còn có các trận đấu, Sông Lam Nghệ An tiếp đón Hải Phòng lúc 18 giờ ngày 30 tháng 3. Thể công Việt theo đấu Quảng Nam lúc 19 giờ 15 phút ngày 30 tháng 3, Hà Tĩnh tiếp đón Bình Dương lúc 17 giờ ngày 31 tháng 3, Bình Định tiếp đón thành phố Hồ Chí Minh lúc 18 giờ ngày 31 tháng 3. Vòng đấu thứ 14 là vòng đấu đầu tiên của giai đoạn lượt về giải vô địch quốc gia Nai Hút V-League, mùa giải 2023-2024.